Thưa quý vị, vừa qua Samsung Việt Nam đã khởi động dự án phát triển nhà máy thông minh do doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Trong đó, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của miền Trung được Samsung hỗ trợ triển khai thí điểm dự án tại hai doanh nghiệp. Trung Nam EMS là một trong hai doanh nghiệp được Samsung Việt Nam chọn triển khai thực hiện dự án phát triển nhà máy thông minh tại khu vực miền Trung. Đây là nhà máy nghiên cứu sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao SMT đang cung ứng sản phẩm cho trên 40 khách hàng ở khắp các châu lục. Mặc dù vậy, để đạt chuẩn quốc tế hết trong tất cả các quy trình và xây dựng nhà máy hít thông minh, Trung Nam EMS đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các chuyên gia của tập đoàn Samsung. Samsung đã ở Trung Nam khoảng 6 tuần. Và trong quá trình 6 tuần thì trong Samsung đã rà soát hết tất cả những cái quy trình sản xuất, quy trình lưu kho, quy trình các tất cả các quy trình trong nhà máy và phát hiện ra một số cái những cái điều nó chưa phù hợp với lại chuẩn quốc tế và Samsung đã đưa ra cái giải pháp để cải tiến nhà máy. Tôi mong rằng là sau cái đợt đào tạo của Samsung thì thông qua Samsung trong Nam m sẽ được tiếp cận với nhiều khách hàng hơn và mong muốn cũng là trở thành một trong các vendor tiềm năng của Samsung trong tương lai cũng là doanh nghiệp được chọn để hỗ trợ tư vấn phát triển nhà máy thông minh của Samsung tại miền Trung Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì tăng long, doanh nghiệp chuyên sản xuất thùng cà thông chất lượng cao cho biết, ngay từ khi nhận được thông báo, doanh nghiệp đã khẩn trương chuẩn bị nhân sự, kinh phí và ý tưởng triển khai. qua hơn một tháng với sự hướng dẫn, huấn luyện của chuyên gia cố vấn đến từ tập đoàn Samsung doanh nghiệp đã bắt đầu thiết lập quy trình sản xuất theo hướng số hóa và đặt mục tiêu nâng mức độ thông minh của nhà máy từ 0.9 đến 2.5 theo tiêu chí đánh giá của Samsung. Rất vinh dự là được Samsung chọn để mà làm cái đơn vị huấn luyện đào tạo những cái nhân lực có chất lượng cao rồi đầu tư những cái công nghệ mới để đổi mới cái sản xuất dây chuyền sắt của nhà máy. Qua cái đợt này thì chúng tôi được tiếp cận à, được uh, chuyển đổi số thì uh, một cái dây chuyền sản xuất của công ty sẽ là được đáp ứng là cái tiêu chuẩn của nhà máy thông minh chúng tôi được ở thang điểm đang là 0,9. thì trong cái dự án này thì phấn uh, đấu mục tiêu của chúng tôi là nâng lên là 2,5. thì cái đó là cũng là niềm mong ước chúng tôi là chúng tôi sẽ uh, bước qua một giai đoạn mới nhà máy hít thông minh là mô hình vận hành tự động hóa ở mọi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu kiểm định nguyên liệu chế biến sản xuất lắp ráp cho đến khâu kiểm soát chất lượng đóng gói trong thời gian một tuần học lý thuyết các chuyên gia samsung sẽ đào tạo cho các quản lý cấp trung và cấp cao của doanh nghiệp về nhà máy hít thông minh trong 11 tuần thực hành, các chuyên gia sẽ khảo sát đến giá các doanh nghiệp và trực tiếp tư vấn, làm việc cùng doanh nghiệp nhằm cải tiến hiện trường và tạo nền tảng cải tiến công đoạn, từ đó dần thiết lập nhà máy thông minh. Cuối cùng, dựa trên kết quả tư vấn hiện trường, các chuyên gia sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống vận hành và quản lý về sau. 아 저희들이 제일 중요하게 생각하는 것은 그 스마트 공정에 대한 경험이 많은 전문가들이 지원하는 những chủ nhà hàng đầu của tập đoàn qua trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp đa năng trong vòng 3 tháng. thứ nhất chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp các quy trình đạt tiêu chuẩn quốc tế hết trước sau đó hết xây dựng hệ thống số hóa nhà máy thông minh ngoài ra chúng tôi cũng đào tạo các tư vấn viên và chuyên gia người việt nam để sau này cho dù các chuyên gia của samsung còn hết rời đi thì các chuyên gia của việt nam ở lại vẫn có thể tư vấn cho doanh nghiệp được Tập đoàn Samsung Việt Nam cho biết, từ năm 2022, tập đoàn đã triển khai dự án phát triển nhà máy thông minh tại 5 tỉnh thành khu vực phía Bắc, 4 tỉnh thành khu vực phía Nam, ở đó hỗ trợ đào tạo 87 chuyên gia Việt Nam và tư vấn phát triển nhà máy thông minh cho 38 doanh nghiệp và năm nay tiếp tục triển khai thí điểm tại Đà Nẵng. Nếu mô hình triển khai thành công, Samsung sẽ tiếp tục mở rộng dự án tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.